Các em thân mến, kỳ nghỉ hè là lúc nghỉ ngơi, chưa hẳn là như vậy, mà đó còn là khoảng thời gian tự do mà các em có thể làm tất cả những điều mà mình mong muốn. Và 3 tháng hè là khoảng thời gian không thể tuyệt vời hơn để chúng ta cùng thực hiện điều này. Một mùa hè bổ ích lý thú là một mùa hè không chỉ có nghỉ ngơi và thư giãn, mà đó còn là khoảng thời gian các em có thể tham gia vào rất nhiều những hoạt động bổ ích lý thú khác nếu như các em biết cách sắp xếp thời gian một cách khoa học và hợp lý. Vừa vui chơi, vừa xả stress, lại biết đâu có một khoản thu nhập nho nhỏ để chuẩn bị cho năm học mới. Và đó cũng là chủ đề của chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa tuần này. Mùa hè chính là mùa mà mình yêu thích nhất ở trong năm, đã dành cái quãng thời gian quý giá này để có thể chăm sóc cho bản thân cũng như là chăm sóc cho gia đình. Mình có thích mùa hè, mình có thể được ngủ ở nhà. Trong hè mình đã tham gia đi du lịch cùng với gia đình và phụ giúp mẹ những công việc nhà. Hè năm nay thì mình đi dạy học. Mình rất thích mùa hè mình được tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp, được đi bơi, được ngủ thoải mái ở nhà mà không bị bố mẹ mắng nên dục đi học . Mùa hè thì mình rất là thích đi chơi, nhưng mà vì năm sau mình phải lên lớp 12 rồi cho nên là mình vẫn phải dành thời gian mùa hè để mình ôn tập. Ngoài việc thể dục thể thao thì mình còn khá là thích đọc sách, mình là một có thể nói là một mọt sách bởi vì mình đọc rất nhiều sách mỗi ngày. Thì đọc sách thì khiến cho mình cảm thấy là đầu óc nó trở nên minh mẫn và thoải mái hơn. Mình rất thích mùa hè vì vào mùa hè mình được tham gia rất nhiều hoạt động bổ ích mà trong năm học mình không được tham gia nhiều, ví dụ như là tham gia các hoạt động nghệ thuật, nhảy hát và tham gia từ thiện. Mình thích mùa hè bởi vì mình có thời gian để chơi bóng cùng bạn bè mà không phải lo việc học. Chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phỏng vấn nhanh các bạn học sinh khi các bạn cho biết về cái kế hoạch cũng là dự định trong những ngày nghỉ hè của mình. Và anh có cảm nhận là cả ba bạn cũng đang có rất nhiều những dự định, những kế hoạch muốn chia sẻ với quý vị khán giả phải không ạ? Năm nay em đã lên lớp 12, em muốn thời gian nghỉ hè của mình không chỉ là đi vui chơi mà còn có thể học tập nữa. Và bên cạnh việc học tập thì em cũng tham gia những hoạt động ở trường, còn ở phường chỗ em đang sinh sống ạ. Vậy còn Hà Vân thì sao? Kế hoạch trong những ngày hè của em là gì? Em tích cực tham gia các câu lạc bộ ở trường như là câu lạc bộ nấu ăn, aerobic hay là đi học bơi. Và còn một điều đặc biệt nữa là em rất thích xem bóng đá, cho nên mùa World Cup năm nay em không thể bỏ qua được. Ở những mùa hè trước thì thường là em sẽ không có lập kế hoạch gì cả mà sẽ để cho nó trôi qua một cách tự nhiên. Tuy nhiên thì mùa hè năm nay là một mùa hè khá đặc biệt, tại vì sang năm là em sẽ lên lớp 12, cho nên là mùa hè này có thể nói sẽ là mùa hè cuối cùng trong cuộc đời học sinh. Chính vì vậy mà ngay từ trước khi nghỉ hè em đã tự lập cho mình những cái bản kế hoạch rất là cụ thể. Ví dụ như là buổi sáng thì em sẽ thường học bài, học lại các kiến thức của lớp 10, lớp 11 và đặc biệt là chuẩn bị cho chương trình lớp 12. Đến buổi chiều thì em sẽ tham gia các cái câu lạc bộ như câu lạc bộ võ tự vệ ở trường, tham gia các cái dự án như là dự án văn hóa là tương lai của đầu cầu Hải Phòng năm 2018. Còn buổi tối thì sẽ dành thời gian để đi chơi với gia đình hoặc là khi mà ở nhà thì có thể là xem TV hoặc là xem các cái chương trình về giáo dục và các bộ phim truyền hình. Cả ba khách mời tuổi hoa của chúng ta ngày hôm nay thì đều đã có cho mình một cái kế hoạch rất là cụ thể, đó là việc ôn luyện kiến thức. Và bên cạnh đó mới là những hoạt động giải trí phải không nào? Bởi vì các em thì chuẩn bị bước vào lớp 12, một năm cuối cấp rồi thì sẽ phải dành nhiều thời gian cho việc ôn luyện kiến thức. Anh muốn hỏi Thu Minh là cả một năm qua mình cũng đã rất mệt mài vất vả với việc học rồi. Vậy thì những ngày hè này em vẫn dành thời gian để học tập thì điều này có làm ảnh hưởng gì đến cái khoảng thời gian vui chơi giải trí của mình hay không? Trong năm học thì phải công nhận là mình đã học tập rất là mệt mỏi. Tuy nhiên là mùa hè nếu mà mình không học tập, không tiếp tục ôn luyện thì cũng có thể sẽ quên kiến thức. Nhưng mà bên cạnh đó thì mùa hè mình cũng không quên đến những cái việc vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chính vì vậy mà theo như bản kế hoạch của em thì em luôn sắp xếp, luôn cân bằng được việc học tập giữa việc tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như là vui chơi giải trí. Còn Hà Vân thì sao? Vừa rồi chia sẻ thì anh thấy rằng em nói là em rất thích bóng đá đúng không? Dạ vâng. Từ đầu mùa giải giờ thì Hà Vân đã bỏ lỡ trận cầu nào chưa? Ngoài một số trận lúc 1 giờ, 2 giờ ra thì hầu như là em xem hết ạ. Em cảm thấy dạo dực và nhịp tim như nhịp bóng đang chạy ở trên sân luôn. Và mỗi khi mà trái bóng vào gôn thì nhất là đội em yêu thích, trời ơi, quá là tuyệt vời luôn. Em thích đội nào? Em thích đội tuyển Bồ Đào Nha, có cầu thủ Tuấn Độ. Và có thể lấy Bồ Đào Nha đã thi đấu rất là xuất sắc đúng không? Thế họ đã thắng được 2 trận. Và chúc cho cái đội tuyển mà em yêu thích sẽ còn tiến xa tại giải đấu năm nay. Cảm ơn. Vậy còn Yến Vy thì sao? Em thì em không nghĩ là việc học tập trong hè là mệt mỏi, tại vì có rất là nhiều hoạt động ngoại khóa khiến cho bọn em năng động hơn rất nhiều. Và chắc hẳn là em phải cảm ơn trường em, tại vì có rất nhiều câu lạc bộ, nào là võ tự vệ, MC, rồi là câu lạc bộ phản biện, rất là nhiều khiến bọn em trở thành một con người năng động hơn, nên là việc học tập và vui chơi giải trí của em ở trong hè khiến em rất là thoải mái ạ. Em thì chỉ tham gia câu lạc bộ võ tự vệ và em nghĩ là em sẽ có thể tham gia một số câu lạc bộ nữa để
cho mình năng động hơn. Yến Vi và Thu Minh là cùng học trường Lê Quý Đôn đúng không nào? Và cũng cùng tham gia câu lạc bộ võ tự vệ. Vậy thì xuất phát từ đâu, từ ý tưởng nào mà các em lại chọn cho mình một võ tự vệ để theo học trong những ngày hè này? Từ trước tới giờ thì không bao giờ em nghĩ là mình sẽ học võ đâu, mà mình sẽ chọn học những cái bộ môn mà nó nhẹ nhàng hơn để khiến cho cơ thể của mình nó mềm dẻo hơn. Nhưng mà tuy nhiên là dạo gần đây thì em xem đọc báo cũng như là xem trên vô tuyến có rất nhiều những cái vụ án, rất nhiều những cái mối hiểm họa xảy ra ở xung quanh chúng ta. Nhất là khi bản thân em là một con gái thì cái việc học võ để tự bảo vệ bản thân mình thì ngày nay nó là một điều rất là quan trọng. Chính vì vậy mà em chọn cho mình bộ môn này. Cảm nhận của em thế nào khi mà mình được học tập môn võ này? Thực sự là em nghĩ là mùa hè đến thì người sẽ rệu rạo kiểu không hoạt động ấy ạ. Nhưng mà sau khi mà đi học võ thì người cảm giác là như là nó khỏe hơn. Và khi mà tập mệt về thì ăn được nhiều cơm hơn, ngủ ngon hơn. Và quan trọng là em đã có thể tự tin ra đường mà không sợ bị bắt nạt các thứ. Và nếu mà để nói môn võ tự vệ này thì chắc chắn là phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của em. Tại vì cô chính là người đã động viên bọn em, cả lớp em, con gái ai cũng đi hết. Và bây giờ thì tất cả mọi người đều rất là tự tin khi mà ra đường và không còn sợ nữa. Rõ ràng là việc tập luyện thể dục thể thao thì giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt, và đặc biệt là môn võ tự vệ như bạn Vi và Thu Minh vừa chia sẻ thì giúp các em có thể là tự bảo vệ bản thân mình trước những cái mối hiểm họa ngoài xã hội, phải không nào? Vậy còn Hà Vân, trường em có những hoạt động gì trong dịp hè này? Trường em tổ chức cho học sinh đi học bơi, và điều này là em nghĩ là một điều vô cùng cần thiết. Bên cạnh những cái hoạt động mà các em vừa chia sẻ thì đâu là những cái kế hoạch mà các bạn sẽ dự định thực hiện trong những ngày hè này? Em muốn mình dành thời gian để đi học đàn piano ạ. Tại vì là nghệ thuật là môn em rất yêu thích. Trong dịp hè này thì em muốn dành nhiều thời gian hơn trong việc bổ sung kiến thức cho bản thân. Không chỉ là những kiến thức sách vở mà còn những kiến thức ở bên ngoài xã hội. Em muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh, và đặc biệt là nâng cao hơn cái khả năng thuyết trình trước đám đông của mình ạ. Xin cảm ơn Thu Minh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó quả thực là những câu chuyện rất là thú vị, rất là đặc sắc mà các bạn khách mời Thủ Hoa ngày hôm nay đã chia sẻ với chúng ta. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem những khoảnh khắc mùa hè của các bạn ấy nó sẽ như thế nào nhé. Nghỉ hè là quãng thời gian quý báu mà bất kỳ bạn học sinh nào cũng thích thú. Thu Minh cũng vậy, bạn ấy dành thời gian những ngày rảnh rỗi này để tham gia khóa học võ, để rèn luyện sức khỏe và tự bảo vệ bản thân. Hãy xem bạn ấy tập luyện như thế nào nhé. Dự án Sách làm nên cuộc đời là một trong những dự án được các bạn học sinh ấp ủ và phát triển đầu dịp hè này. Đây là một dự án thu hút được rất nhiều các bạn học sinh trong và ngoài thành phố tham gia đấy. Các bạn thân mến, trên thế giới thì mùa hè cũng là cái khoảnh khắc mà các bạn học sinh rất là yêu thích, bởi vì khi đó thì các bạn ấy sẽ được tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa, được tham gia các trại hè, được trải nghiệm cuộc sống một cách thú vị hơn rất nhiều so với những cái kiến thức mà các bạn học được qua sách vở. Và tùy theo mỗi nước, mỗi khu vực thì sẽ có những cái dấu ấn mà các bạn ấy cảm nhận về mùa hè khác nhau. Ví dụ như anh được biết thì ở Nhật Bản các bạn ấy có 3 kỳ nghỉ, đó là nghỉ đông, nghỉ xuân và nghỉ hè. Ở bên Úc thì kỳ nghỉ kéo dài hơn với 4 kỳ nghỉ mỗi năm. Còn tại Anh thì các bạn ấy sẽ nghỉ 4 kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ lễ phục sinh 8 ngày, 15 ngày cho kỳ nghỉ đông, 15 ngày cho kỳ nghỉ xuân và tới tận 40 ngày cho kỳ nghỉ hè. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì đặc biệt hơn, phải không nào, khi mà chúng ta có đến tận 3 tháng hè. Vậy thì 3 tháng hè này các em đã bao giờ có cái ý tưởng là sẽ để mình tham gia vào một cái trại hè, nơi mà các em có thể giao lưu văn hóa với rất nhiều các bạn ở các tỉnh, thành phố khác, cũng như là học tập cho mình những kỹ năng sống rất là thú vị? Em cũng mong muốn được một lần được tham gia vào trại hè như vậy để có thể bồi dưỡng cho mình những cái kỹ năng cơ bản. Đó là những kỹ năng mềm mà em nghĩ là nếu mà có cơ hội thì em chắc chắn sẽ tham gia. Đó là một cơ hội rất tốt để mình có thể nâng cao thêm cái kỹ năng giao tiếp, là việc nhóm của mình đối với các bạn xung quanh. Mình cũng có thể là bồi dưỡng thêm cho mình những cái kiến thức về cuộc sống thực tế xung quanh mà sách vở thì đôi khi không thể cho mình những điều như thế.
Khác với hai bạn thì em đã từng có cơ hội được tham gia chạy hè rồi ạ. À thế à? Vâng. Vậy có thể chia sẻ với anh với quý vị khán giả được không? Vào năm 2016 thì em có tham gia một chạy hè toàn quốc của làng trẻ em SOS, nơi mà mẹ em đang công tác. Thì chạy hè năm đó là được tổ chức ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Và quả thật là khi mà trải qua những cái tháng ngày sống trong trại hè đấy thì em thu nhận được cho mình rất nhiều những cái kiến thức. Các bạn có thể chúng ta không học cùng trường, không học cùng lớp, chúng ta không cùng sống chung một thành phố, tuy nhiên là chúng ta cũng có cơ hội để gặp nhau, để giao lưu với nhau, để chia sẻ cho nhau những cái kiến thức về văn hóa cũng như là những cái kiến thức về xã hội. Và đặc biệt là thông qua cái trại hè đấy thì em tự bản thân mình thấy là mình trở nên tự lập hơn, tự tin hơn và được trau dồi rất nhiều những cái kỹ năng trong việc làm việc nhóm. Và sau những cái trại hè như vậy cũng có những bạn trở nên rất thân thiết với nhau và thân thiết đến tận bây giờ. Em còn nhớ là đến cái ngày cuối cùng lúc mà sắp mà chia tay nhau, các bạn ấy còn ôm nhau để khóc và cái khoảnh khắc ấy nó rất là xúc động. Như vậy có thể thấy rằng là những cái hoạt động tại trại hè thì vô cùng là bổ ích và lý thú, phải không nào? Xin được cảm ơn cả ba bạn đã dành thời gian đến với chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa và chia sẻ những cái kế hoạch, những dự định và đặc biệt là những cái kinh nghiệm tham gia hoạt động hè của mình. Các thân mến, hè về, phượng nở đỏ thắm các góc phố con đường. Hoa phượng thì không chỉ đẹp bởi màu sắc mà nó còn đẹp bởi vì đó là kỷ niệm, là tuổi thơ, là những ngày tháng không phai dưới mái trường của các bạn tuổi hoa. Nói đến hoa phượng là nhớ về những ngày vô tư cắp sách đến trường, là mùa chia tay bè bạn, là những ngày hè cùng nhau quây quần trên bãi cỏ ngồi ngắm mây trời. Trong chúng ta đã có ai không một lần bứt cánh phượng, nào ép cánh hoa vào vở, nào hái tặng nhau chùm phượng đỏ. Hoa phượng không có mùi hương thơm quyến rũ như những loài hoa khác. Hoa phượng với những chùm hoa xinh đẹp, sắc hoa rực rỡ giữa trưa hè, biểu trưng cho vẻ đẹp sắc sảo của thời thiếu nữ, sự rực rỡ của tuổi thanh xuân và tô điểm thêm nét đẹp cho tà áo trắng học trò. Cúi xuống nhặt cánh phượng rơi, không ai không bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm của một thời áo trắng, vô tư cười, vô tư yêu, vô tư ca hát, vô tư cầm tay nhau mà không hề e ngại hay đỏ mặt. Hoa học trò, ai đó đã gọi hoa phượng một cách trìu mến và thân thương như vậy. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc với lứa tuổi học trò, bởi phượng đâm hoa là báo hiệu mùa hè sắp đến. Không hiểu từ bao giờ và ai đã có ý tưởng thật hay là trồng những cây phượng nơi trường học. Những bông hoa đỏ thắm như nhắc nhở ngày chia tay của niên học đã sắp gần kề. Có lẽ ai trong chúng ta lại không trải qua cái tuổi học trò và ít nhất không một lần ngân nga câu hát. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, tuổi chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mùa hè đến trường, các nơi nhớ.